Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn cùng nhau thực hành phân tích con DG anh em nhé Đây, đối với con DG Thì uh, vốn vốn thị trường con này là 12.000 tỷ Số lượng cổ phiếu lưu hành là 609 triệu cổ phiếu Nói chung, nó gọi đây nó gọi là một con Mid uh, midcap để đây, đây một con midcap Không, con này chắc là penny đây, penny to đó Về cơ cấu cổ đông con này, thì đây nào là tổ chức là 10% và nước ngoài 4%, nói chung là cơ cấu của đông con này Để là sao nào? Cũng được thôi chứ không có quá cô đặc, không gọi là cô đặc tạm ổn thôi. Về tài chính thì sao thuế quý quý 2 năm 24 cao rất nhiều so với quý 2 năm 23 nhá. 9 tỷ và 125 tỷ. Theo năm thì năm 23 là một năm khá là yếu nên là này sẽ khả năng nó sẽ quay lại ở mức bình thường khả năng sẽ quay lại ở mức bình thường em nhé về lên chuyển đến đệ thuần trong kỳ là dương 2.000 tỷ trong đó nợ chúng tôi sở hữu là 1,3 lần vẫn chấp nhận được và kỹ thuật có này thì mình theo mình phân toán là khả năng nó giảm luôn rồi nó giảm luôn rồi đây, nó giảm luôn rồi nha em nhé Để giảm ba pha A, B, C và cũng chưa thấy pha B đâu. Theo mình phân tích thì đây, đầu tiên đó chính là Fibonacci thoái lui. Các anh thấy luôn lần trước mấy lần trước nó đều rơi vào khoảng 0.786 rồi mới hồi anh em nhá. Đây. Đây, đây này này, 0786 nhá. Đây 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 xem nào. Nó rơi vào khoảng 0.786 rồi nó mới hồi. Đây. Đây cũng 0.786 nhá, mới hồi này. Đây quay chưa? Nhưng mà giờ nó mới đến đến được 0.5 thôi nên mình nghĩ là vẫn chưa phải lúc anh em ạ. Điều đó kết hợp với việc là thường là mình thấy là mấy pha hồi này mới pha hồi là sẽ có những cái cây mẹ uh, khối lượng ít nhất ít nhất nha cây cây này chưa chắc đấy nhưng mà ít nhất cũng sẽ phải có là... ít nhất phải có một hai cây khối lượng lớn để, để đẩy ngược lại đấy. thì mới ra nó hồi được Thế là giờ giá cổ hiện tại mình giá là chưa nên vào theo thêm anh em nhé như vậy trong nay nhau thử hành phân tích con đi g này anh nhá thôi tạm biệt các bạn bye bye